vì vậy thị trường O2O tức là từ offline to online đã là mối đe dọa quá lớn với cạnh tranh. Thế nhưng bây giờ là không có thị trường nữa, còn đe dọa kinh khủng hơn trong năm tới là online to offline. Có thể các anh chị không biết là bây giờ Amazon hàng bán hàng online vĩ đại nhất thế giới này đang mua những chuỗi offline. Họ đã bán hàng vô cùng thành công online, họ bảo là không có gì thay đổi bằng cái trải nghiệm được sờ được, chạm được, gửi được, đến được của cửa hàng thực tế. Và họ đã quyết định mua lại hàng loạt các chuỗi cửa hàng ở trên thế giới và đang chạy thử nghiệm. Và đặc biệt Amazon nó có hệ thống thanh toán xuất sắc trên thế giới, và nó sử dụng hệ thống camera thông minh. Hiện nay chúng tôi đang phát triển cho FPSOC, tức là vào anh chị nhặt đồ và không làm bất kỳ động tác thanh toán nào cả, sau khi nhặt xong phát kết quả túi đi ra ngoài. Hệ thống scan đã tự động định hình là anh chị đã cầm đồ gì, khỏi nói chuyện ăn cắp hết. Dạ vâng, bởi vì nó có hệ thống check-in điện tử, hệ thống check-in của camera, hệ thống check-in về thái độ, người mà đã ăn cắp vào thái độ nhất thì tất cả được phát hiện được. Và vì vậy thành ra mua xong đi thẳng ra ngoài, không cần nói chuyện câu chuyện thanh toán, và anh chị đã mang được thu nhập cho người một cách rất âm thầm nhẹ nhàng đấy.